vì mình có một niềm đam mê khá là lớn từ lúc còn nhỏ với cả các hội họa và các loại thiết kế. Vậy nên là mình mong muốn được học về ngành này sau khi tốt nghiệp xong trường đại luật. Và nhờ cơ may nào đấy mà mình đã vô tình nhìn thấy những quảng cáo của Flower rất phù hợp với cả nhu cầu của mình ở trên Facebook. Vì vậy là mình đã tìm hiểu về nơi này, và thông qua Flower thì mình đã có thể đăng ký để được học ở trường Police Japanese Information Technology. Vậy thì lý do vì sao mà em lại quyết định là lựa chọn chuyển ngành từ ngành luật sang ngành học hiện tại của em sau học bên Đan Lan? Thì nói chung là khi mà người nào đấy phải chuyển ngành của mình thì rất là có thể là trong quá trình học là họ cảm thấy là tính cách của mình với cả ngành mình học nó không phù hợp. Tuy nhiên thì trong trường hợp của em thì có lẽ nó hơi kỳ lạ một chút. Đấy là khi trong quá trình học luật thì cái chuyên ngành của em thì có hơi liên quan một chút đến cả luật hình sự, và trong quá trình học thì em được học khá là nhiều về tâm lý con người. Và từ khi còn bé thì em rất là muốn làm sao đấy để mình có thể viết hay là vẽ ra những tác phẩm mà có thể là truyền tải những thông điệp tích cực để giúp đỡ cho cộng đồng. Thế nên đó là một trong lý do mà đầu tiên là mình không chọn mỹ thuật, tại vì khi em còn trẻ thì em nghĩ là mỹ thuật nó không thực sự giúp ích được gì cho xã hội, và mình nên học một cái gì đấy nó chính quy một tí, giống như là luật, là mình có thể giúp là sau này có thể hoạt động cho các lĩnh vực trong xã hội. Nhưng mà sau đấy thì em mới nhận ra một điều, đấy là trong xã hội hiện giờ thì nếu như là mình có hiểu biết nhiều về các phương tiện truyền thông, về nghệ thuật, mình có thể là hiểu truyền tải thông điệp được tốt hơn, chỉ không chỉ hơn là chỉ không có các văn bản. Thế nên là em mới học thêm một ngành. Chị có nghe thầy Giao nói là em là một học viên rất là đặc biệt, một thành viên rất là đặc biệt của Flower, vì là em có sau khi là viết mail cho trực tiếp trường đúng không? Sau đấy là được trường cũng giới thiệu đến đây luôn đúng không? Thì em có thể chia sẻ một chút về cái quá trình đấy được không? Em chơi khá nhiều là các bạn du học sinh từ các nước khác nhau, như là Pháp này, Đức có này, hay bạn đi Anh cũng có, đi Mỹ cũng có. Nhưng mà thực sự là em chưa nghe thấy ai đi Ba Lan cả. Thế nên là lúc đấy là em chỉ gửi cái tin nhắn rất là nhỏ thông qua email đến cho bên phòng trường để hỏi họ kiểu là khi mà em bây giờ em ở Việt Nam muốn apply sang bên trường như Ba Lan thì em có thể trực tiếp apply với ai, hay là em thông qua một cái cơ sở nào thì họ giới thiệu ra tôi được với các trực tiếp.